cả nhà, hồi nãy giờ livestream bên TikTok, bây giờ qua livestream mở fanpage nha. Bỏ rơi fanpage nãy giờ, không biết nãy giờ có giờ còn ai thức không hay là đi ngủ hết trơn rồi. Mọi người ơi, điểm danh đi, mọi người còn thức không hay là mọi người ngủ rồi, không thấy ai comment hết trơn vậy. Mới mở livestream mà đòi mọi người comment. Bây giờ mọi người theo chân Hà nha, bây giờ là 11 giờ, à bây giờ là 10 giờ rưỡi ở tại Cần Thơ nha. Thường thì ở tỉnh á thì mọi người sẽ ngủ sớm hơn. Ủa, live show anh Bằng Kiều và Trung Quân 2 tháng 5 nè. Ở dưới này hả? Nè, con trái nè. Không. Bữa nay vừa không á. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa hôm nay ngày 3 tháng. Ủa, Trung Quân Idol nè. Hôm qua Trung Quân mới vô chúc mừng phim Lật Mặt nè, Trung Quân nè. Ủa, đây bánh Bằng Kiều nè, Trung Quân nè. Trời ơi, giờ này mà đi vô siêu thị là đóng hết rồi. Siêu thị là đóng hết rồi, nhưng mà ở dưới đập phim là còn rất là đông nha. Đi bộ hơi xa. Đi bộ hơi bị xa. Ủa sao tự nhiên cho đi bộ xa rồi ta? Trời ơi, có cái tầng hầm nó xa nè. Anh Hải đâu rồi? Anh Hải đi trước kìa. Anh Hải ăn trước kìa hả? Ủa sao tự nhiên nha? Mọi người cho đi bộ xa vậy? Wow. Hôm nay đi bộ hơi xa nha. Đang live ở xe lên tên hả? Hello Thanh Phi, hello Trọng Tiên, chào Huỳnh Phi nè, chào Trọng Tiên nè. Ủa hôm nay mắc cười ta đi cái. Chắc là do siêu thị bị đóng cửa nên là phải đi xa như vậy ha. Ủa thôi, Vin Rock nói là 200 tỷ, làm sao mà 200 tỷ nhanh được. Ở đâu 200 tỷ vậy? Chưa biết luôn á, nhưng mà làm sao mà nhanh được như vậy. Bây giờ mọi người theo chân Hà nha. Hà đang đi lên trên rạp Xuân Khánh ở Cần Thơ. Và bây giờ là 10:30 rồi. Ôi, mình đi bộ một cái quãng đường khá là xa. Hãy chào mọi người. Buổi tối vậy? Đâu có đúng, có đủ sáng không? Có một cái cổng sau nhưng mà không ai đó mình. Đúng không? Không có ai đón mình á, cái mình lại. Mình đã đi một vòng thế giới rồi. Đây Huỳnh Thi nè, trong gia đọc nè. Đó. Huỳnh Thi đây. Ủa diễn viên mình đâu hết trơn rồi. Cực quá, thấy thương ghê, chúc hai vợ chồng đoàn phim. À này, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Khá là đuối. Hôm nay ở đây nóng ha. Dạ nóng. Đầu gói này có ổn chưa? Đầu gói chưa ổn chưa? Hôm bữa qua định đi nghe con chị đang nhấp té luôn. À, chị chấp té. Chị dắp té nè, bây giờ chị bị sẹo nè. Bây giờ chị đang xức thuốc chống thẹo. Bữa đó chị dắp cái bột. Mà bữa đó chị tưởng chị đi. Đúng ra là chị té cái cú đó là chị tưởng chị đi vô bệnh viện mà ai ngồi. Đúng rồi, chị dắp trời thôi đó. Chị dắp chị té đập thẳng cái đầu gối xuống cái đất luôn á. Mè sao nó bị chày thôi á. Rồi bây giờ. Ủa? Vô không bạn ơi? Trời ơi, bây giờ mà 1.200 người còn thất ở trên Facebook hả? Chạy như mẹ hơi lát nhẹ nhẹ. Đi ăn chung với mẹ. Mẹ bán đồ nằm cho mẹ luôn à? Đồ nằm cho mẹ. Anh Thanh Thức nè. Không
Alo mọi người, trời bây giờ vui quá chị. Qua fanpage, hết tất tác rồi qua fanpage. Anh bấm nút mọi người nhớ là đạo hộ phi là bạc sáu nha mọi người. Em hạnh phúc khi gặp mọi người ngoài đạo. Xong cái này mọi người đi ăn, có ai về? Ngọc về hả? Ok. Em ăn tắm cái. Okay. Tắm chạy gà hả? Em uống không ăn đâu. Không ăn hả? Dạ. Ăn gì? Ăn nổi. Ăn nổi hả? Ok. Giữa sạch không tiếng không sao? Ờ, tôi muốn càng tiếng đâu. Nó có rồi, tôi muốn càng tiếng. Anh như nói không rồi. Không ra quán này, đồ ăn ngon. Tôi muốn càng tiếng đây, nó có rồi. Mặn không nổi à. Thôi đi nhậu đi. Đi nhậu. Anh lại về em tắm, em tắm. Về hả? Về rồi mà ra gì nổi. Em về, em đi, em tắm cái lại, em sẽ rửa sáng rồi. Trời ơi, trời. Hello from USA, chào Nguyễn Thị Ngọc Tiền. Chào Nguyễn Thị Ngọc Tiền, lật mặt chuẩn bị qua Mỹ nha mọi người ơi. Anh Cường. Trời ơi, trời ơi. Hết hồn chưa? Mình tưởng đâu là mọi người ngủ hết rồi. Tưởng giờ này mọi người ngủ hết rồi về hết rồi. Không ngờ, mọi người đứng trời đây quá trời luôn. Nhìn lên đây nè. Thank you.
đi trùng hợp quá vậy, đi gặp vậy. Yeah.
phần quà ấn tượng và xinh đẹp muốn gửi tới quý vị, nhưng gặp mình quá là đông và chúng em không có đủ số lượng, cho nên chúng ta sẽ chơi một mini game nhỏ để nhận quà được không ạ?
gạt cả lời. Dắt xuống đi, dắt xuống đi. Dắt xuống. Mỏi tay. Cảm ơn em. Trời ơi. Trời quá trời đẹp luôn. Cảm ơn em. Phim hay lắm mọi người ơi, 500 tỷ. Ok, cảm ơn các bạn nha. Chừng nào mới có xuất chiếu bên Mỹ? Ở bên Mỹ dự kiến là cuối tháng 5 này sẽ có xuất chiếu. Hà sẽ sớm thông báo cho mọi người nha. Hà nghĩ là trong 1 hoặc 2 tuần tới là Hà sẽ thông báo lịch chiếu bên Mỹ cho các bạn. Các bạn bên Mỹ ơi. À, chắc là năm nay cũng sẽ cố gắng sắp xếp để đi premier bên Mỹ. Và Hà cũng đang rất là muốn đi cine tour ở Mỹ á. Nhưng mà để Hà không có hứa trước thì Hà sẽ cố gắng nha. Năm ngoái là Hà đã có chiếu ở New York và Hà nghĩ là năm nay sẽ mở rộng chiếu không? Năm ngoái là Hà nghĩ là New York sẽ là một trong những nơi sẽ chắc chắn chiếu đó. Những thành phố lớn là chắc chắn là sẽ chiếu. Và năm nay thì Lật Mặt 6 đến Mỹ sẽ mở rộng hơn là Lật Mặt 5 nha mọi người. Ủa giao lưu chưa? Vô rồi kìa, gọi anh Hải đi. Hiện tại suốt này chào đầu chưa vô phim đi. Ok. Suốt này chào đầu, dặn mọi người hỏi câu hỏi. Dặn mọi người hỏi câu hỏi chưa xem phim. Suốt này chào đầu mọi người chưa xem phim nên hỏi câu hỏi chưa xem phim. Hello, hello cô. Cái này mới vô chuẩn bị phim coi phim mình. Ủa mới vô hả? Chưa coi. Dạ, chưa coi, chưa coi. Trên tay của các bạn đâu rồi? Xin chào quý Hải đi. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Lý Hải và ekip Lật Mặt ghé qua để cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người đã chốt, dành cho phim chốt Lật Mặt. Phim đạt 500 tỷ luôn hả? Rồi, thôi vậy mình nói ngắn gọn đi cho mọi người xem phim nha. Bây giờ mình tự giới thiệu Lý Hải chút xíu các bạn xem sẽ đóng vai hai gà chút xíu. Đây là bà xã mình kim nhà sản xuất. Chào mọi người ạ. Xin chào các bạn, mình là Huy Khánh, mình đóng vai Phát chút xíu nữa các bạn thấy mình xuất hiện không thấy chút xíu. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Thi, mình đóng vai Lộc ạ. Xin chào mọi người, em là Thảo Lâm, đóng vai Yến Kim Chọn. Dạ chào mọi người, mình là An chồng của Liên à. Phương chiếu.
Mình có ba phần quà muốn gửi tặng cho các bạn ạ. Các bạn có muốn nhận quà không ạ? Hãy trả lời đúng cái đầu tiên nè mọi người. Đố mọi người giá trị tiền số là bao nhiêu tiền? Mệt quá em ơi, em nói gì? Mệt. Xin chụp hình chung đi ha. Đứng hai bên đi. Rồi mọi người lên fanpage Lý Hải Minh Hà lấy hình nha. Lắm mọi người một chút nói có gì với mình Lâm. Dạ mọi người ơi. Chúng ta có một câu slogan rất quan trọng. Khi là chúng ta chụp hình chúng ta phải nói câu slogan đó. Đó chính là ờ nó nói vậy nghe mệt luôn. Chưa. Quà của bạn này nè. Đó. Thôi mời nhà nhìn đây luôn nha. Dạ. Dạ rồi. Bạn nói là sáng giờ thấy không có vợ được mà bạn đi cái vợ. Ngày mai sắp giả đi. À.
Em chụp ông lên chụp cho. Dạ, chụp cho hai đứa này nè. Anh được chụp kẻ. Đâu, có quay. Quay nghe là chụp. Quay nè. Quay về chụp màn hình lấy hình lại. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, qua tập 1. Dùng chiên đi. Rồi, vô chị nè, vô chị, vô rồi. Rạp 4 hả? Rạp 1 rồi. Rồi, qua rạp 1. Rạp 1. Sao vậy? Sao vậy?
thêm hả? Xin lỗi là bà bao nghe là mất cảm xúc của mọi người nha. Sao mọi người mới vừa coi xong cái cảnh em tôn bây giờ thấy gây cấn chưa? Okay. À, bây giờ hôm nay Lý Hải anh chị em ghé ngang để nói là cảm ơn tất cả mọi người đã ra đạp ủng hộ phim Lật Mặt 6 á. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về dàn diễn viên có mặt hôm nay đi ha. Em giới thiệu trước đi. Dạ, xin kính chào quý vị. Một món quà, một
không gì chồng sai đâu mà em mới đúng. Dạ rồi, mình chụp trước nha mọi người. Dạ đây ạ. 2, 3 ok ạ. À. Lùi lại. Được chưa? Hồi nãy hãy vô đây nãy. Cái bình đồ sáng. Đèn bên kia nó dọi lên đồ sáng. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Dạ tắm đó nha, 2, 3. Ok ạ. À. Thank you.
lái xe. Vô thang máy đi, vô thang máy đi. Cho anh vô, cho anh vô cái. Em ơi, cho anh vô cái. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Thang máy này không có máy lạnh nên nó rất nóng luôn. Rồi. Có cái nhỏ chị đang gặp. Còn ai nữa, còn ai nữa. Rất là dễ. Còn ai có anh Cường nữa. Anh Cường là anh Cường nữa. Còn ai nữa, còn ai nữa. Đứa nào
Ủa đi hướng nào ra em ơi? Đi hướng nào? Wow. Ủa nữa đi bộ nữa hả? Chào rồi bây giờ. Chào mọi người, bây giờ mới có. Ủa sao tối thui rồi? Trời tối quá. Giải cứu anh Hải. Bạn Thị Mận nói là giải cứu anh Hải. Nguyễn Thị hình như là chấn khang biển người mình mong nhưng không có chúng ta. Máy vừa tới một cái rồi thấy mấy trăm cái điện thoại chị. Bây giờ là nãy chắc cả ngàn người luôn á, bao nhiêu phòng chiếu, mỗi phòng chiếu mấy trăm người mà. Không ý là đứng mà đón mình chỗ hàng máy. Hồi nãy thôi đi đến á thì thấy ở dưới siêu thị đóng cửa hết, nhà tưởng là vắng. Ai ngờ tất cả mọi người đều tập trung lên đi rạp chiếu phim quá là đông vui, giống như là một ngày lễ hội vậy mọi người ơi. Đi ra rạp coi phim đi, trời ơi không khí rần rần. Mà nhất là hồi nãy có một cái anh á, ảnh nói là một bạn không quen biết luôn, khi mà lên Facebook xong rồi nhắn tin thì bạn chia lại cho một cái vé để giao lưu với đoàn phim. Thế là tự nhiên quen nhau luôn, đi coi phim chung luôn. Dạ em đang đi nè. Anh Hải kêu đi lẹ mà giờ thiệt cũng không có đi lẹ hơn được nữa. Trời cái bông gì cho bốn nóc dạ, tiền nha. Em cảm ơn anh, em vừa mới nhắc anh ở trên livestream luôn nè, anh tên Phong đúng không? Đúng rồi. Đó, anh Phong, cảm ơn anh Phong nha. Đó, anh đó là dễ thương luôn. Đây, cái này đem về cho bốn bạn nhỏ. Muốn được gặp Minh Hà Lý Hải ở Mỹ ngày nào cũng theo dõi hai bạn. Hello bạn Lily. Thì lần này chắc là Hà sẽ, nếu mà premiere thì Hà sẽ tổ chức ở Cali như mọi năm. Nhưng mà Hà hy vọng là để Hà sắp xếp, nếu mà được thì sẽ đi cine tour. Đem một số quà qua để tặng kỷ niệm cho quý vị khán giả bên Mỹ ha. Theo kế hoạch thì chắc là cuối tháng 5 Hà sẽ chiếu ở Mỹ. Tắt tiếng rè tiếng hết rồi. Đây, ở đây vẫn còn tiếp tục chụp hình anh Hải đây. Ok, máy em đâu? Máy đâu? Mấy em ra đằng trước chụp chụp. Ra chụp nè, đây. Chị Hà chụp với em tấm hình nha. Cầm giùm máy cho chị cầm. Đây. Chụp hình chị Hà kìa, chụp hình chị Hà kìa. Rồi đi Hà ơi. Dạ rồi nhìn máy giúp em ạ. Dạ 1 2 3. 1 2 3. Dạ rồi. Đi. Sắp
À, vui chưa? Vậy là cảm ơn chị. Rồi bây giờ Hà xin phép là Hà sẽ đi về khách sạn nghỉ ngơi, tại vì ngày mai Hà còn đi Hậu Giang nè. Cảm ơn chị. Ngày mai Hà đi Hậu Giang, đi Long Xuyên, Kiên Giang, Rạch Giá, Đồng Tháp, Cao Lãnh. Trời ơi. Đây, đây là chim trên fanpage Lý Hải Minh Hà nha. Vinh Châm Xuyên Khánh, Cần Thơ. Ok. Lên mấy bút lên bay Lý Hải Minh Hà xin lại nha. Chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn ngủ ngon nha. Rồi, bye bye nha. Bye bye mọi người. Đi ăn chim đi. Rồi, bye bye nha. Rồi. Trời ơi, súng súng ba chè luôn rồi. Okay. Bye nha, bye mọi người. Bye nha. Bye. Chị với Hà vô khỏe. Rồi, bye mọi người nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi. Hello. Hello bạn. Bây giờ là xin phép Boston USA nha Hà Hồng, chị Hồng Phượng. Dạ em ok. À hy vọng sẽ chưa ở Boston. Hy vọng sẽ chưa ở Las Vegas. Hà nghĩ là năm nay Lật Mặt 6 sẽ đến. Ồn quá không nghe. Đến rất là nhiều thành phố. Đang đi giao lưu, đang đi giao lưu. À, ok, Hà xin giao phép là off live stream ở đây nha. Và okay, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc. Rồi, bye bye. Bye bye.